Xin chào mọi người và đặc biệt là những chị gái tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đây là video clip em chia sẻ với mọi người về cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các chị, cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. Một cái năm vẫn còn là tam tai đối với tuổi của các chị. Phải công nhận một điều là những người Ất Tỵ nghe nói là ở trong cái năm tam tai đầu tiên của ba tuổi Tỵ Dậu Sửu, tức là 2019, 2020 và 2021, thì năm đầu tiên là của người tuổi Tỵ, thì ở trong cái năm 2019 thì em đã cảnh báo rằng là người Ất Tỵ là một top 4 con giáp xấu ha. Xấu nhất vẫn là Quý Hợi ha, rồi tới xấu nhất là hai Quý Hợi Nam Mạng nè, rồi Tân Hợi nè, rồi tới Ất Tỵ, rồi tới Tân Tỵ. Cho nên đó là ở trong cái năm 2019 phải công nhận một điều rằng các chị có đầy đủ những cái yếu tố về một cái sao xấu, mệnh xấu, rồi tam tai năm nặng, Ất khắc kỷ. Cho nên công việc dù là đang ở cái giai đoạn này là giai đoạn các anh chị là cố ý là nhàn nhã ở trong công việc, không có tham vọng lớn nữa, nhưng mà cái xui cái rủi thì nó cũng cứ tới mà nó không thể nào mà chống trả được. Ất Tỵ nữ mạng là còn đỡ hơn là Ất Tỵ nam mạng, nhưng mà đỡ thì đỡ thế, nhưng mà rõ ràng là nó xấu, đem đến nhiều cái phiền toái ở trong công việc. Chuyển sang cái năm thứ hai, cái năm tam tai thứ hai, tức là năm 2020 năm Tý này, thì cũng không mấy khấm khá hơn so với cái năm 2019 đâu. Các chị cũng đừng có quá mong chờ. Tuy nhiên là nhờ cái nội tại các cái tọa cung tiểu vận cũng như tọa cung tiểu hạn có được nhiều cái phúc tinh và tài tinh nhiều hơn, cho nên là cũng phần nào khống chế bớt. Nhưng dù sao đi nữa thì về mặt tam tai thì dĩ nhiên là 2019 là tuổi Tỵ nặng đi, 2020, 2021 thì nó nhẹ hơn, nhưng mà không may cho các chị là 2020 năm tam tai năm giữa này á, các chị có cái sao chủ nó cũng không mấy là tốt đẹp, đó là sao Phân Hớn. Cho nên nó là nhìn chung ở trong cái năm Canh Tý 2020 em đã xem sơ qua thì thấy rằng là tiếp tục là một năm khó khăn. Tuy nhiên nó thí dụ như năm trước khó khăn có tính tại điểm số tốt đẹp thì mình có 2 điểm, thì năm nay mình được 4 tới 5 điểm, cũng gần gần trung bình, chứ trung bình yếu thôi chứ còn chưa được tới trung bình. Thì xét xem coi thử là mọi thứ nó ra sao, và khi nào và các chị cần cẩn thận cái gì thì mình sẽ đi vào chi tiết sẽ biết. Thì nếu như mà xem tử vi cho những người tuổi Ất Tỵ thì sẽ phải là những người sinh từ ngày 2 tháng 2 năm 1965 dương lịch cho đến ngày 20 tháng 1 năm 1966. Đây là những người chịu cái sự chi phối của cái tử vi tuổi Ất Tỵ. Nam mạng hay nữ mạng gì cũng như cũng là cả những người sinh trong khoảng thời gian này. Nhưng mà bây giờ thì mình đang xét cho nữ, cho nên là mình thôi chỉ nữ đi ha. Mạng là phúc đăng hỏa, tức là lửa trên ngọn đèn. Rồi tướng tinh thì người ta nói là xương thì xương con rắn, nhưng mà tướng tinh là tướng tinh của con trùng, cho nên là không có thuộc dạng là cứng cỏi cho lắm. Người là đặc biệt nóng nảy, không có biết kiềm chế, do là đã vốn là người Tỵ là hỏa rồi, mệnh là hỏa nữa, Ất thì mộc, cho nên là càng thêm cái hỏa nó bùng phát. Vốn dĩ của người Ất Tỵ đó là người ta nói là xuận sinh tướng mệnh, vì chữ Ất, thiên can chữ Ất là mộc, Tỵ là hỏa, cho nên là tương sinh về được thiên can, tương sinh ra địa chi, rồi là người mệnh hỏa, tuổi hỏa, cho nên là tương hợp với nhau. Có thể nói là người Ất Tỵ là một trong những người đa phần là những người có cái số mệnh làm ăn khá được, là có tài lộc. Tuy nhiên là cũng có một số các anh, một số các chị rơi vào cái cung xấu, tháng xấu,
giờ xấu gì đó thì không tốt đẹp thôi, chứ còn đa phần là người xuất thân. Người ất tỵ thì cũng giống như người tuổi tỵ khác, hơi khó tính, xét nét người khác. Tuy nhiên cái đó là cái thiên tính của mình, cái bản năng của con rắn. Cái đôi mắt là có những hơi nhìn về phần âm, hơi xét nét người khác. Đôi khi là có một số người là quá trông coi trọng bản thân mình, tính cái chuyện của mình nhiều hơn là chuyện của người khác. Đó là một cái điều hơi dở ở người ất tỵ thôi, nữ mạng. Rồi trở lại với cái tử vi của năm Canh Tý, chứ còn nói một hồi cái này đi chắc quá nữa. Thì tử vi của năm Canh Tý xét về trụ mạng đó, thì người mệnh hỏa gặp năm thổ là sinh xuất, bổn mạng bị sinh xuất năm, chủ về cái sự hao tốn, hao mòn sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm. Dù gì đi nữa đây cũng là năm tam tai, mà tam tai là gì? Là tai ương, tai nạn và tai tiếng. Thì năm ví dụ như năm 2019 dướng tai ương thì năm này coi chừng dướng tai tiếng hoặc là tai nạn. Đó là cẩn thận một tí xíu. Sao chủ của năm là sao Vân Hớn, một cái sao chủ đây chuyên về rối rắm và nạn tai. Tuy nhiên đó là công việc thì chỉ là ở mức trung bình. Người nữ mà gặp sao Vân Hớn, một cái hung tinh hành hỏa thì mà chiếu mạng thì cuộc sống công việc mọi điều chỉ là ở trung bình thôi. Đề phòng cái việc thị phi khẩu thiệt, thương tật ốm đau. Người ta nói là cái người ở trong cái sao Vân Hớn này thì nó là như thế này. Dù là nó sao là hành hỏa, nó hỏa tinh, nó cùng tương hợp với cái mệnh của hai anh chị, nhưng mà nó dễ đem đến sự kiện thưa, bất lợi ở trong cái chuyện kiện thưa. Nếu mà có xảy ra kiện thưa là mình sẽ không có thành công đâu, mình là sẽ người thất bại. Xấu nhất vẫn là ở cái tháng 4 và tháng 10 âm lịch. Chú trọng đề phòng cái chuyện quan sự, đặc biệt là gia đạo ở trong năm tam tai thì khó yên. Rồi, đó là cái sao chủ. Còn mạng thì hạn thì là hạn ngũ ngộ, một cái hạn cũng chủ về hao tài mất của. Người ta nói gặp hạn ngũ ngộ là một cái tiểu hạn thôi, nhưng mà nó hay đem đến sự hao tài mất của, khiến cho những người đương hạn tâm trí bất an lo lắng, nên tránh cho người khác vay mượn tiền ở trong những cái năm như thế này. Gặp hạn thì như thế này sẽ rất là khó đòi, và không nên gánh vác việc nhận việc của người khác. Sẽ có họa sát thân, họa vào thân. Rồi vận niên lại là vận niên không được tốt. Vận niên trư phùng hỏa, người ta nói trư phùng hỏa là tức là heo quay đó. Tuy là heo quay đó là món ngon đó, nhưng mà mình là con heo mà quay là mình là món ngon cho thiên hạ. Cho nên đó là làm việc gì của cái năm này mà toan tính hùng hạp thì mình chỉ làm lợi cho người khác thôi, chứ còn bản thân mình thì không được cái gì hết. Làm cái việc gì ở trong năm này thì cũng phải cân nhắc, cân nhắc cái chuyện lợi của bản thân mình một chút xíu. Người ất tỵ thì vốn dĩ em không có nói xấu, chỉ là thiên tính của mọi người thôi, cân nhắc cái việc khi làm gì chung thì hay đưa mình đi lên đầu lắm. Mình muốn phần hơn chút xíu chứ không muốn bằng người ta đâu. Mình làm nặng hơn cũng được, nhưng mà phần mình phải hơn một chút, chứ không bằng người ta mình không muốn ha. Cái đó là cái thiên tính, cái sự nỗ lực của bản thân của người ất tỵ, nữ mạng. Tuy nhiên là ở trong cái năm mà có vận niên xấu như vậy thì đừng có ham hố. Đây là một cái năm rất là dễ xảy ra cái chuyện mà nóng vội, mang họa vào thân. Công việc gặp nhiều cái việc cái nóng nảy, nên đưa đến quyết định mà sai lầm ở trong cuộc sống. Đó là cái vận niên. Rõ ràng sao hạn, sao vận niên hạn đều không tốt đẹp, đều thấy là mình phải bị sinh xuất, mình phải bị hao tốn tiền tài, mạng cũng bị sinh xuất luôn. Như vậy là sao hạn vận niên gì, mạng gì cũng không ngon lành hết. Được có cái thiên can. Thiên can cái chữ ất của ất tỵ, với chữ canh là thuộc thiên can, thuộc ngũ hợp. Đấy là cái điều rất là tốt đẹp, vì thiên can là cái trụ, nó sẽ ảnh hưởng đến phần nhiều cái công việc. Giống như cái công việc hiện tại của các chị, có thể năm vừa rồi với cái chữ ất khắc kỷ nó gặp khó khăn, nhưng mà qua năm nay công việc nó sẽ tự động nó trôi chảy trở lại.
những cái việc đang làm thì nên làm, chứ còn đừng nhảy ở việc khác sẽ không có tốt đẹp ha. Rồi địa chi tỵ tý thì cũng là tứ tuyệt, đặc biệt là tam tai, cho nên gia đạo tình cảm phải cần cẩn thận, dễ có xào xáo buồn phiền, đặc biệt là đối với những đứa con trai chưa qua 24 tuổi sẽ dễ gây buồn phiền cho các chị lắm nha, các chị nhớ cẩn thận. Rồi đó là sơ khởi về cái tử vi của năm Canh Tý đối với tuổi Ất Tỵ của các chị. Thì bây giờ mình sẽ xét xem tọa cung tiểu vận, các cái phúc tinh tài tinh hoặc phạm tài tinh ở trong mệnh của các chị ở trong năm Canh Tý nó sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như Phúc Đức, Thiên Đức nè, Đào Hoa, Hồng Loan, Lưu Niên, Văn Tinh. Đây là bộ sao nói nhiều về cái việc mình có phúc đức, mình có được cái điều tốt đẹp ở trong cái bổn mệnh, trong cái nội tại của mình, không có vấn đề gì nhiều. Cung tiểu hạn thì có các sao như Long Đức, Địa Võng, Tình Dương, Lực Sĩ, Hóa Quyền, Trực Phù, Tấu Thư, Đường Phù, Thiên Điệt. Hóa Quyền, đây là một cái phúc tinh đem đến nhiều cái, có thể nói là cái người mà mình đang làm ở trong cái cơ quan nhà nước gì đó thì quyền lực của mình sẽ được tốt đẹp hơn, được khẳng định hơn. Tuy nhiên nó lại đi trước Trực Phù và Tấu Thư thì phải cẩn thận về việc giấy tờ. Nhiều khi người ta đưa mình lên cái chỗ đó, cái chỗ lớn, cái chỗ cao nhất đó, nhưng thực chất là người ta đẩy mình tới cái chỗ mà sẽ phải chịu dơ đầu chịu bàn. Cho nên chưa chắc ở trong cái năm này người đề bạt lên cao lại là điều tốt đâu, ngồi một chỗ vậy mà an toàn ha. Rồi Đường Phù, Thiên Việt, bị Địa Võng, Kình Dương là rõ ràng là bị những cái gì đó người ta như mình nói hồi nãy, bị gài vào cái thế mình phải chịu trách nhiệm những cái việc lớn. Còn các chị mà kinh doanh thương mại, đặc biệt là những người mà có làm việc gì đó kinh doanh thương mại mà trên giấy tờ, thì làm ơn ngó kỹ khi muốn ký tá bất cứ một cái gì. Vì dù sao đây nữa, đây là năm có sao Vân Hớn chiếu mạng, rồi lại là năm tam tai, vẫn còn trong năm tam tai thứ hai chứ chưa hết đâu nha. Năm 2019 là năm nặng thôi, 20 nhẹ, 21 thì nhẹ hơn một chút nữa, chứ còn chưa phải là thoát ra hết năm tam tai đâu ha. Rồi cung nhị hợp thì có các sao như Thiên Mã, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La, Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần, Quan Phù, Phục Binh, nhưng mà bị tuần án nữ. Thiên Mã tức là cái cung mà có di chuyển, cho nên cung nhị hợp có thể nói là người Ất Tỵ năm nay nếu có muốn đi xa rồi này kia cũng có Lộc Tồn, tức là có tiền tài, không có vấn đề gì. Kình Dương, Đà La là hai cái phá tinh, tuy nhiên bị Long Trì, Phượng Cát, đặc biệt là Giải Thần đệ nhất hóa giải các phá và bại tinh án ngữ, cho nên là Kình Dương và Đà La cũng không phát huy tác dụng của mình khi ở trong cái cung nhị hợp. Quan Phù, Phục Binh tức là có người giăng bẫy hại mình thì bị tuần án ở phía sau, cảm thấy rằng người ta có cố hại mình, có cố mình đưa mình vào bẫy, nhưng mà nhờ cái phúc phần của mình có Giải Thần thì phần nào hóa giải bớt cái sự khó khăn hung hại mà người ta cố ý gài đến mình. Có thể là sẽ suy xiển, sẽ không có tốt đẹp trong con đường mà tài lộc, con đường sự nghiệp, tuy nhiên nó không gây đến mức mà mình phải gánh cái hậu quả quá nghiêm trọng. Đó là điều mà tín hiệu tích cực mà cái cung nhị hợp ở trong cái bộ mạng của các chị mang lại. Còn cung tam hợp á, nói về cái việc mà tình cảm gia đạo là chủ yếu thì có Nguyệt Đức, Kiếp Sát, Tử Phù, Quan Phù, Hóa Lộc, đi với Thiếu Dương, Thiên Không, Hỷ Thần, Thiên La. Như vậy thì đây là cái bộ sao của cung tam hợp, rất dễ có thêm được cái sự vui, nhà có cái chuyện cưới gả, có con thêm cháu. Có đặc biệt thì hơi khó một tí xíu, đó là Kiếp Sát đi trước Tử Phù. Đây là hai cái phá tinh rất là dễ xảy ra cái chuyện tai nạn, có bản thân mình
kiếp sát mà đi trước tử phù là rất dễ mất mạng. Cái đó là em nói thật. Các chị nhớ cẩn thận ở trong cái năm tam tai năm nặng này, nên làm việc thiện tích một tí đức để mà không có sự khó khăn xảy ra với mình ha. Kiếp sát tử phù này cũng giống như cái năm 2019, là người tân hợi với là người quý hợi bị rất là dễ lên bàn thờ hưởng nha ha. Cho nên là phải cố gắng tích một chút phước, nhân quả nó rõ ràng lắm ha. Bỏ ra đầu này thì đầu kia mình sẽ lấy lại thôi ha. Mất tiền thì được, đừng để mất mạng. Mất tiền thì mình còn có thể làm ra, nhưng mà mất mạng thôi xong ha các chị ha. Rồi như vậy, theo như trên mà có thể luận đoán, đây là một năm báo hiệu sẽ còn nhiều khó khăn trong công việc làm ăn. Cẩn thận trong các cái giao dịch giấy tờ, nếu không sẽ gây ra hao tốn sau này. Có thể là một năm, có thể một năm dễ có thay đổi nơi ở và có nhiều tốt đẹp về tình cảm gia đạo. Có thể là thêm gia con, thêm cháu, thêm dâu, thêm rể. Hãy tránh mưu sự chuyện lớn ở trong cái năm này, vì dù sao đi nữa đây là vẫn năm tam tai ha. Dù là năm tam tai năm nhẹ, sao chủ là sao vân hớn, một cái ngôi sao khó có cái thể mà mưu sự chuyện lớn, rất là dễ thất bại. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái phần tử vi của cái năm canh tí 2020, xét về cái bên ngoài và cái nội tại bên trong của cái tuổi Ất Tỵ nữ mạng. Nhìn chung thì nó có khá khá nhiều điều là không tốt đẹp, vì những như thế nào đó thì nãy giờ mình đã trình bày rồi. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu xem cái vận hạn của 6 tháng đầu năm nó có thật sự tốt đẹp không, hay là nó tiếp tục đem đến cái điều xấu. Thì gần như là cái vận hạn của 6 tháng đầu năm nó cũng chỉ thể hiện lại cái tử vi của nguyên năm thôi, nhưng mà chẳng qua là nó chi tiết hơn thôi. Đầu tiên hết, tức là tháng giêng của cái năm canh tí 2020, tức là tháng Mậu Dần, một tháng thổ. Như vậy là xét về trụ mệnh là hỏa sinh thổ. Bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng không được tốt. Vì sao? Vì bổn mạng của mình đã sinh xuất năm rồi, bây giờ năm thì thổ, tháng thổ, mình mệnh hỏa là bổn mạng của mình bị yếu. Tuy nhiên cái này chỉ bị suy yếu thôi chứ không có nguy nan. Thiên can Mậu Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên có thể nói là Ất Tỵ ở trong cái năm cái tháng giêng, công việc không có cái sự chống phá gì cả, cũng không có quá nhiều cái sự khó khăn. Địa chi Dần Tỵ thuộc nhóm tứ hành xung, Dần thân Tỵ hợi, cho nên là gia đạo tình cảm có chút rắc rối. Tuy nhiên là nó cũng không phải như là Dần với thân là lục xung cho là nó mới nặng, còn là Dần với Tỵ thì cũng xa nhau một chút, cho nên cái sự tự hình này nó không quá hung hại, chỉ có thì cũng là gia chạm nhỏ thôi, không có vấn đề gì quá lớn. Tiếp đó là tháng 2 âm lịch của năm Kỷ của năm Canh Tý, mà tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão tiếp tục là tháng thổ. Như vậy trụ mạng thì cũng không khác gì tháng giêng, với hỏa sinh xuất thổ, sinh xuất năm rồi sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp, cần cẩn trọng nhiều một tí, vì hai tháng sinh xuất rồi tháng sau nó sẽ xấu hơn tháng trước ha. Rồi thiên can thì không tốt đẹp thật sự. Vì sao? Vì chữ Ất của Ất Tỵ sẽ khắc chữ Kỷ, gọi là thiên can khắc tháng, cẩn thận hao tài, công việc sẽ gặp người chống phá. Rồi thấy là không êm rồi ha, mới tháng 2 là bị thiên can tương khắc. Công việc thường là vận hạn của cái 6 tháng nó, hoặc là của cả năm, nó cũng tương đương với lại những cái gì diễn biến của cái tử vi thôi ha. Rồi địa chi Mão Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nha. Như vậy ok. Bản thân của cái tháng 2 xấu hơn tháng giêng một tí xíu, vì thiên can là cái chủ ảnh hưởng tới công việc là Ất khắc Kỷ, còn về bổn mạng thì tháng giêng với tháng 2 đều là thổ, cho nên là bị sinh xuất giống nhau ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 3, tháng Canh Thìn. Tháng này mới mệt nè.
tháng Canh Thìn thì là tháng Kim. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, xấu hơn hai tháng đầu. Trong cái bổn mạng thì bổn mạng bị tháng hoặc bị năm khắc là xấu nhất, rồi tới bổn mạng khắc tháng hoặc khắc năm là xấu nhì, và sinh xuất là xấu thứ ba. À, bây giờ mình đang ở cái xấu thứ nhì rồi, hai tháng đầu thấy bổn mạng thấy không êm rồi đó ha. À, ba tháng đầu thấy bổn mạng không êm rồi đó. Rồi thiên can thì chữ ất sẽ hợp chữ canh. À, năm canh, tháng canh, mình ất hợp canh hợp tháng, cho nên đây là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc hanh thông, tài lộc sẽ thuận lợi. À, tháng này tuy là bổn mạng bị xấu hơn hai tháng đầu nhưng mà được cái thiên can này tốt. Thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy thì gia đạo tình cảm không phải là vấn đề lớn. À, có gì quá xung khắc ở trong cái tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý đối với tụi cô các chị. À, tiếp đến đó là tháng 4. Tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ lại là tháng Kim nữa. Như vậy cũng giống như là tháng 3 là bị tháng hỏa khắc kim. À, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe không được ok cho lắm. À, đây là một cái tín hiệu không có vui lắm rồi. Hồi như cũng giống như ở trong phần đầu mình trên bài ha, mình thấy là à đây tháng cái tử vi của cả năm là bổn mạng không tốt, thì thể hiện ở trong mấy tháng đầu năm cũng là bổn mạng không tốt, đúng không? À, thiên can thì chữ tân của Tân Tỵ nó khắc chữ ất, tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều chống phá, dễ bị suy hao tiền tài, cẩn thận giấy tờ, dễ lâm vào bế tắc. À, tháng này làm cái gì cũng nhìn trước ngó sau cẩn thận. Tháng này không nên mua đồ lậu, không nên buôn đồ lậu. Tháng này ngồi chơi xe nước mà yên tâm ha. Đó. Địa chi thì tuổi Tỵ gặp tháng Tỵ là bị tự hình. Năm sinh tháng tuổi, gia đạo chắc chắn sẽ có nhiều cái buồn phiền lo lắng. À, rõ ràng hồi nãy mình ở trên mình cũng nói là tháng 4 là không tốt đẹp, thì đây là tháng 4 nó cũng vô là cái thế là tháng 4 cũng không tốt đẹp luôn, đúng không? Với bổn mạng bị khắc tháng, thiên can bị tháng khắc, à, địa chi thì năm sinh tháng tuổi, nhớ cẩn thận cái khoảng tháng 4 này của người Ất Tỵ. À, nếu không muốn xảy ra nhiều chuyện buồn phiền ở trong lòng rồi hao tà tốn cổ ha. Tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, lại là một tháng mộc. Như vậy là xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và cái tài lộc. À, khi mà bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ phát huy tác dụng của mình tốt nhất, đặc biệt là giải thần và phượng cát sẽ phát huy cái tác dụng của mình đi hóa giải những cái phá vào bài tinh, tạo cho mình cái thế bực dậy. À, ngon ha. Thiên can thì nhâm ất không xung không hợp là trạng thái cơ bản tự cầu chủ. À, nạp âm ngũ hành của nhâm quý là thủy, giáp ất là mộc, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là được tương sinh. Như vậy công việc làm ăn sẽ tương đối tốt đẹp, và bản mệnh được nạp âm ngũ hành tương sinh như vậy thì dễ sinh tài lộc, nhưng mà không có quá lớn, có nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. À, dù sao nó vẫn tốt đẹp hơn là cái tháng 4 ở trong công việc ha. Rồi địa chi thì Tỵ Ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng có xung khắc nha. À, tốt, ok. À, rồi tháng cuối cùng của cái phần 6 tháng đầu năm đó là tháng Quý Mùi, một tháng mộc. Như vậy thì cũng không khác tháng 5, với mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, phúc tinh và tài tinh, vì thế bật dậy được sáng hơn ha, được hưởng lợi. À, thiên can quý ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng 6 này cái thiên can cũng giống tháng 5, thì nhâm quý là thủy mà, à, giáp ất là mộc, cho nên nạp âm ngũ hành của tháng thiên can là sinh nhập có lợi, có tài lộc. À, tháng này lớn hơn tí xíu, tài lộc có thể nhiều hơn chút. À, còn địa chi là Mùi Tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. À, như vậy thì tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo. À, như hồi nãy mình đã nói ha, cái vận hạn 6 tháng đầu năm hoặc là cả năm thì nó cũng phải thể hiện theo cái tỷ lệ thuận theo những cái gì mà
tử vi của cả năm nó đem lại. Thì rõ ràng là ở trong năm này mình nói hồi nãy ở đầu mình nói là sẽ tốt đẹp trong mặt tình cảm và gia đạo. À, có thể là không có buồn phiền trong tình cảm gia đạo nhiều. À, cái người mà con trai mà mình nói nhỏ 24 tuổi thì không phải ai cũng có. À, có thể là các chị và có người đã lớn hơn rồi cho nên không có cần buồn phiền nữa. À, gia đạo tình cảm tức là chị chồng con cũng không quá đem lại nhiều cái điều buồn phiền cho các chị. Tuy nhiên về công việc thì đúng là có tháng tròi tháng trụ, đặc biệt là bổn mạng với 4 tháng đầu năm không mấy tốt đẹp, chỉ có tháng 5, tháng 6 là ok thôi. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các chị Ất Tỵ sinh năm 1965 cái tử vi của cái năm Canh Tý cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm này. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ sẽ là một cái hành trang nhỏ để các chị biết tốt xấu mà ứng dụng vào cái công việc, cái gia đạo, tình cảm cũng như là sức khỏe của mình ở trong năm Canh Tý, để có một năm Canh Tý thành công hơn những cái gì mà năm Kỷ Hợi để lại. Mọi người tuổi Ất Tỵ của các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Tỵ khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là về tuổi của các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.